people. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not. Chúc mừng tất cả chúng ta có ở đây. Xin mời Lê Thanh Ba.
đâu. Hôm nay em rất là vui. Cái điều mà anh em nói hay là nói với nhiều người. Hôm nay rất là vui. Đây là cái cảm xúc của Vang giống như anh em. Giờ một giai đoạn chúng ta chuyển giao cũng rất là thực sự nó là cái sự thiêng liêng và cái sự là hôm nay chúng ta gần gũi và rất yêu quý nhau. Đấy, nhưng mà chúng ta để cho chapter tốt lên thì chúng ta để tìm cái kết quả như này có những cái khác các hiệp hội khác mà chúng ta cứ 6 tháng lại đến ngày chúng ta lại thay đổi, cái đó tôi nghĩ là điều rất tốt. Và đây là chúng ta cái nhiệm kỳ mới chúng ta sẽ có sự chuyển giao để phát triển tốt lên, thì mang rất là kỳ vọng là nhiệm kỳ tới là hoàn thành chúng ta các thành viên của Văn Lơ chúng ta ngày phát triển và những anh em làm tốt rồi chúng ta lùi lại để chúng ta hỗ trợ những anh em mới. Đó là điều tuyệt vời của anh em Văn Lơ. Vâng, anh Hoàng với cả chị Nga tâm sự xong chưa? Tôi thì cảm giác rất là hạnh phúc vì gia đình thấy tôi chọn BNI và để xây dựng chapter là một điều rất là đúng đắn. Và tôi chỉ có một cái ước nguyện là chapter của chúng ta sẽ càng ngày càng gắn kết hơn, sâu hơn, để chúng ta mỗi khi cô đơn, mỗi khi mà chúng ta gặp khó khăn trong kinh doanh, chúng ta gặp vấn đề gì trắc trở trong gia đình thì chúng ta đều nghĩ đến đồng đội trong runner. Thì hết ạ. Vỗ tay. Xin chào các cả các anh các chị. Liên anh liên chị. Thật ra là xúc động. Với bản thân Hường Nhiên thì là cũng là một trong 5 người đưa BNI về Thanh Hoa. Và với cái mong muốn của Hường là chỉ mong làm sao các anh chị em doanh nghiệp xung quanh mình là hơn, càng ngày càng phát triển, càng hơn mình càng tốt, để làm sao mà giữ chắc được cái doanh nghiệp của mình và liên hệ lợi nhuận của mình lớn mạnh là bản thân người chăm sâu thẳm, bản thân người mong muốn gì sâu đến đâu vỗ tay hết cỡ chỉ mong đó để hết rồi á muốn sâu là người lớn lắm rồi thôi được rồi xin kính chào anh các chị. Qua ý kiến của các thành viên, và một là nếu tôi hôm vừa rồi tôi chỉ chia sẻ ở trong Vinh, và nếu mà tôi còn ở lại thì tôi sẽ cống hiến hết mình cho Runner. Và bây giờ Nha Khoa vì Đức còn Run, nếu Runner còn thì Nha Khoa Đức sẽ đồng hành với Runner. Đó là điều cam kết. Điều thứ hai là qua cam kết của các anh các chị cùng với những lời hứa và những ước mơ đầy nhiệt huyết thì đã hôm nay tôi đã cảm thấy là đã truyền cái năng lực cực kỳ để tôi sẽ đồng hành và cống hiến hết mình cho Runner để làm cho Runner chúng ta ngày càng phát triển và ổn định và dẫn đầu là một trong những chapter của vùng TNT. Xin cảm ơn. Việt Nam luôn đi bác. Em đang là người lần đầu tiên. Cũng một thời gian trải qua bên bên vấn đề mình rất là hạnh phúc và phát triển rất tốt cho bản thân em. Và em cam kết là chắc khoảng 3 đến 5 năm nữa em sẽ gắn bó với bên này. Khi nào em lên chủ tịch thì chắc là em sẽ đốt cái chủ tịch của em sẽ nghỉ Việt Nam. Và cảm ơn ông này chỉ cho lên phó chủ tịch. được các anh chị lớn tuổi hay những thế nào đấy thì cũng sẽ được các anh chị lớn tuổi như các anh chị thì hơn nếu cũng cho tụi em phát triển. Và em cảm thấy là có cái mà em cảm thấy được cười nhất đó là em cảm thấy lúc nào ấy cũng có được đột phá trong cái thành công thì đều có được cười. Ok. Có lẽ là tôi là người cuối cùng đúng không? Khi tôi cầm mic này các bạn mọi người có lẽ để ý tôi. Chắc chắn là tôi cầm mic là người cuối cùng á. Tôi chốt hạ thì có lẽ là mọi người chốt hạ bởi vì là lâu nay đứng là
đến giờ đấy thì tại sao mọi người để ý là cứ đến giờ phát biểu là kêu cuộc chiến này trốn. Nhưng mà cái tâm huyết của tôi nói thật sự ra là hiện nay là tôi rất là trân trọng. Nhưng mà cái việc mà giới thiệu cũng không phải thứ nhất là về công việc, với thứ hai là cái đấy là tôi sẽ là cố gắng, sau này tôi sẽ là cố gắng tôi sẽ ngoài công việc của lớp nữa. Em xin phép em rất là mình vì là đến bây giờ là anh Chiến là cũng là hơn 2 năm rồi, nhưng mà chưa một lần trong 3 năm, năm thứ 3 rồi, nhưng mà chưa một lần trong đời anh đứng trước sân khấu ống kính. Cho nên là chưa tỏa sáng, chưa tỏa sáng. Sai rồi. Thôi, ngày hôm nay anh tỏa sáng. Thôi, từ khóa sau tôi sẽ làm cố gắng và tôi sẽ một ngày gần nhất là quan tâm việc.